Có 4 điều không nên nói với người mong con. 1. Đừng khuyên cặp vợ chồng mong con, cứ thư giãn từ từ. Thư giãn không thể là phương pháp cải thiện khả năng sinh sản khi có vấn đề bệnh lý thực sự. Áp lực từ việc mong con và nhận lời khuyên cứ thư giãn khiến người vợ càng lo lắng. Họ cảm thấy bản thân đang làm gì đó không đúng hoặc cảm giác tội lỗi bản thân có vấn đề. Vì vậy, nếu không có kiến thức, kinh nghiệm về quá trình điều trị hiếm muộn, bạn đừng nên khuyên nhủ. 2. Đừng hỏi tại sao chưa đi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Điều trị hiếm muộn là một quá trình không hề đơn giản hay dễ chịu, cần được giải thích bởi bác sĩ chuyên khoa. Và quan trọng hơn, bạn cần nghĩ đó là chuyện rất đỗi riêng tư. Rất có thể khó khăn, rất có thể mất thời gian, rất có thể thất bại. Vì vậy, hãy cố tránh tìm hiểu chi tiết, trừ khi bệnh nhân chủ động chia sẻ và lắng nghe để họ nói hết rồi thôi. Nhiều khi họ chỉ cần vậy. 3. Đừng nói đùa. Những câu kiểu như tớ sẽ hiến trứng tinh trùng hoặc anh ấy nhìn vậy mà sao yếu nhỉ, với người hiếm muộn, điều đó thật không vui chút nào. 4. Đừng than phiền về thai kỳ của bạn. Thai nghén, em bé quẫy đạp nhiều, quá trình khám thai, hình ảnh em bé qua siêu âm, tất cả những điều đáng yêu đó đừng đem khoe với người mong con. Khi trong nhóm có người hiếm muộn, đừng thảo luận chuyện bỉm sữa. Cảm giác bị cô lập, xấu hổ, khác biệt trong một nhóm bạn không dễ chịu chút nào. Trách nhiệm và những việc các bậc cha mẹ thường làm không giống ai và chưa chắc bạn đang làm tốt. Nên việc chia sẻ kinh nghiệm làm cha mẹ với những người đang mong được làm cha mẹ không cần thiết lắm. Và điều cần làm là hãy ủng hộ quyết định của người trong cuộc. Dù họ kiên quyết điều trị hay bỏ điều trị, dù họ thành công hay chưa, hãy luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của họ. Bạn không thể hiểu hết một người, bản thân bạn còn chưa hiểu chính mình mà. Vì vậy, khi mình đứng bên ngoài câu chuyện hiếm muộn, mình không thể nhìn được hết các vấn đề mà bạn bè, người thân đang phải đối diện.